Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố Đà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng các cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng, hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động khởi nghiệp, từng bước hiện thực hóa một trong những mục tiêu mà Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã đề ra là đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh và là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Nhằm tiếp tục phát huy những hiệu quả trong công tác xúc tiến đầu tư về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thành phố Đà Nẵng đã đề ra hàng loạt giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trong giai đoạn đến, tập trung vào 6 nhóm gồm cơ chế, chính sách, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, cải cách hành chính, công tác xúc tiến đầu tư và quản lý nhà nước về đầu tư. Trong đó đáng chú ý là các đề án thí điểm nâng cao tính năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ cao, đề án xây dựng thành phố thông minh, đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ thu hút đầu tư trong các ngành kinh tế mũi nhọn. Thành phố sẽ ưu tiên nguồn vốn cũng như là nguồn lực để tập trung phát triển khu công nghệ cao, và trong đó có việc đổi mới, sáng tạo gắn với các cái hoạt động như là ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển và đào tạo công nghệ cao. Trước đó, để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp mang tính chất nền móng, ngay từ những ngày đầu, Đà Nẵng đã tiên phong thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, thành lập Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp, xây dựng vườn ươm doanh nghiệp theo hình thức PPP. Tiếp theo đó là thành lập Quỹ Đầu tư Mạo hiểm cho khởi nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành một số cơ chế chính sách nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia khu vực miền Trung Tây Nguyên, tăng cường tiếp cận với các nguồn lực chuyên gia, các nhà đầu tư để giới thiệu và kết nối đến cộng đồng khởi nghiệp địa phương thông qua các sự kiện khởi nghiệp mang tầm quốc tế. Vấn đề được quan tâm hiện nay là làm thế nào để tiếp tục gia tăng thu hút các nguồn lực và mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ thiết thực hiệu quả hơn hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. Cái việc mà kết nối hệ sinh thái thì hiện nay thì chúng ta cũng có đầy đủ các cái chính sách để kết nối. Chính sách thực hiện theo cái thông tư 45, rồi theo cái đề án phát triển xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo miền Trung Tây Nguyên. Và đặc biệt là hàng năm chúng ta có thành phố có ban hành cái kế hoạch triển khai cái 844 phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025. Thì trong cái nội dung của kế hoạch nó đầy đủ các cái hoạt động với sự tham gia của từ 16 cái sở ban ngành liên quan, làm sao giúp cho cái cơ chế chính sách mà thành phố Đà Nẵng đã ban hành đi vào trong cuộc sống, giúp cho các startup có thể là tiếp cận được các cơ chế chính sách một cách dễ dàng. Rồi làm sao để chúng ta xây dựng các mạng lưới, các cái nhà cố vấn. Hiện tại chúng ta đang thiếu các mentor rất là nhiều, chúng ta thiếu các nhà đầu tư thiên thần. Thì đó là cũng là cái điểm nhấn mà chúng ta phải xây dựng các cái mạng lưới nó mạnh hơn, nó chất lượng hơn. Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, trong đó chú trọng triển khai dự án, khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát huy nguồn lực địa phương, huy động các nguồn lực trung ương và kết nối tranh thủ các nguồn lực quốc tế, nguồn lực tư nhân, đặc biệt đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh.